Hello, chào sáng cả nhà, lại là mình đây, Mr. Jam khám phá những điều kỳ thú. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 8 loài sinh vật lớn nhất được tìm thấy ở rừng Amazon. Tất cả chúng ta đều biết rằng Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất của đất. Nó rất lớn, kích thước của nó gấp 48 lần diện tích so với Hoa Kỳ, được ví như lá phổi xanh của khoảng 30% các loài trên thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi bạn tìm thấy những loài cực kỳ khổng lồ này trong hệ sinh thái khổng lồ. Vì vậy, hãy cùng mình làm quen với 8 sinh vật lớn nhất được tìm thấy ở rừng Amazon cùng mình nhé. Nếu các bạn thấy nội dung hay, thú vị thì hãy comment, chia sẻ bình luận dưới video cho mình nhé. Đứng vị trí số 8, Biosaur hay còn gọi là cá mập bò. Chúng được coi là một trong những loài cá mập nguy hiểm nhất thế giới, không chỉ vì chúng cực kỳ hung hãn mà còn chúng thực sự khổng lồ. Những kẻ bắt nạt trên nước đầu nóng này đã nổi tiếng về việc hút đầu vào một con mồi khá là đau. Hình dáng để nhận biết cá mập bò là thân cá thấp, cuồng mõm, thân dày và vai ngực dài. Chúng thường được tìm thấy trong nước mặn. Một số cá mập bò đã tiến vào nước ngọt của sông Amazon. Trong một số mùa, cá mập bò di cư lên và sống ở rừng Amazon, đặc biệt là phía dưới của vùng Amazon của Brazil. Với khả năng tương thích cả hai môi trường nước ngọt và nước mặn, gần đây cá mập bò được cho là nguyên nhân cho các phần lớn của cuộc tăng con của cá mập gần các khu vực ven biển. Xin chào. Đứng vị trí thứ 7 là Sugar, tên tiếng Việt là báo đốm. Bạn có biết rằng báo đốm được tôn thờ như các vị thần trong một số nền văn hóa của Nam Mỹ? Chúng là những con mèo lớn thứ 3 trong thế giới bên cạnh sư tử và hổ, và là loài mèo lớn nhất ở châu Mỹ. Có chiều dài lên đến 6m và cao lên đến 3m, báo đốm được có trung bình trọng lượng 300kg. Lưu vực sông Amazon được coi là thành trì của những con mèo hung dữ, mặc dù một số chúng cũng tồn tại ở Trung Mỹ. Những sinh vật này đánh dấu lãnh thổ khu vực của chúng bằng chất thải của chúng hoặc bằng cách cào cây. Con cái chịu trách nhiệm nuôi dưỡng những đàn con mới sinh. Con cái ở lại 2 năm với đàn con chỉ đến khi chúng sẵn sàng tự vệ. Đáng buồn thay, một điều mà báo đốm Mỹ không thể tự vệ là những kẻ săn trộm và những kẻ buôn bán bất hợp pháp, những kẻ bắt chúng để lấy răng nanh và xương. Năm 2019, ít nhất 500 con báo đốm cũng chết hoặc mất môi trường sống tự nhiên do các đám cháy tàn phá của rừng Amazon. Thêm vào đó là tỷ lệ phá rừng cao ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Và những yếu tố này hoàn toàn khiến báo đốm rơi vào tình trạng đang gần bị đe dọa. Đứng vị trí thứ 6, Capybara hay còn gọi là chuột lang nước. Nếu bạn có dịp tới đi dọc theo sông Tobipha ở Amazon, hãy chắc chắn rằng bạn đã tìm ra những loài gặm nhấm siêu lớn này. Capybara, hoặc có thể gọi là heo nước, cơ thể chúng to gấp đôi như những hải cẩu khiến chúng trở thành một loài động vật gặm nhấm lớn nhất ở sông Nam Mỹ. Chúng có thể phát triển dài tới 4m và có thể nặng tới 200kg. Thật không may, do thuộc họ có cơ thể quyến rũ gợi cảm này, Capybara là một con mồi yêu thích giữa những con báo đốm và chăn Anaconda. Những loài gặm nhấm này có chân ngắn, tai nhỏ và không có đuôi. Nhìn bề ngoài có vẻ chút đáng sợ, nhưng nó là loài sinh vật thật sự hiền lành và nhút nhát. Thức ăn chính của loài này là gặm cỏ, cây, thủy sinh và phân của chính họ. Ngày nay chúng bị săn lùng ráo riết ở nhiều khu vực của rừng nhiệt đới Amazon. Vì vậy, bạn chỉ có thể ghé thăm chúng trong khu vực bảo tồn Tambopata, nơi những con chuột này cảm thấy bình yên khi thư giãn bên bờ hồ. Vì vậy, hãy lên kế hoạch để đến thăm những con chuột đáng yêu này nhé. Đứng vị trí 5, lườn biển Amazonian. Do vẻ ngoài kỳ lạ của nó, lườn biển Amazonian thường được mô tả như những đứa con yêu của hải cẩu và hà mã. Những sinh vật khổng lồ này có phần đuôi xe dẹt và các chi giống mái chèo giống như hải cẩu và chiếc mõm có râu của chúng trông giống như một con hải mã. Chúng có màu xám nâu, có làn da dày, nhiều nếp nhăn và thường tìm thấy ở các cửa sông Amazon. Ngoài ra, chúng được phát hiện trong các nhánh sông của Brazil, Colombia, Ecuador và Peru.
Lồng biển Amazonian có thể lớn đến 3 mét chiều dài và có thể nặng tới nửa tấn. Thật không may, lồng biển là loài động vật nhút nhát và khó tiếp cận nhất. Ngày nay, sinh vật càng hiếm hơn khi con người tiếp tục săn thịt và dầu của chúng. Đứng vị trí thứ tư, Hairy Argentine gọi là đại bàng Hairy. Những con chim này rất to lớn và hùng vĩ. Cơ thể đơn sắc bóng bẩy của chúng, con mắt của một sát thủ và lông đầu quả ra một chiếc màu vàng kỹ khi bị đe dọa. Điều này đã đưa chúng lên đầu danh sách của rất nhiều nhà khoa học. Những loài chim ăn thịt mạnh mẽ này được đặt tên sớm bởi những nhà thám hiểm Nam Mỹ sau những đàn hạc. Những loài sinh vật bay đáng sợ có móc mỏ và móc vuốt của thần thoại Hy Lạp. Tương tự như các loài đại bàng khác, Hairy con cái lớn gấp đôi con đực. Răng của những chú đại bàng Hairy có thể dày như cổ tay của một đứa trẻ mới biết đi. Và móng vuốt của chúng lớn hơn móng vuốt của gấu xám. Sải cánh của Hairy có thể dài tới 6,5 mét, do đó đôi cánh của nó có thể cho phép nó bay lượn qua rừng rậm Amazon với sự nhanh nhẹn và tuyệt vời. Tuy nhiên, nạn phá rừng do khai thác làm rẫy và các dự án phát triển đã đang đe dọa sự sống của những con chim ăn thịt này. Đây là lý do tại sao các nhà khoa học đang chăm chỉ tìm kiếm và giám sát tổ với hy vọng bảo vệ môi trường sống của chúng. Đứng vị trí thứ ba, Green Anaconda hay còn gọi là trăn Anaconda xanh. Con trăn Nam Mỹ này chắc chắn đã giành được vị trí xứng đáng trong văn hóa đại chúng của loài trăn. Trăn Anaconda xanh nói riêng có thể phát triển nhiều hơn 30 mét, nặng hơn 550 kg. Chà, đó là một loài sinh vật bò sát to lớn. Anaconda xanh vẫn có thể quan sát được con mồi của chúng ngay cả khi ở dưới nước. Mặc dù đây là những loài không có nọc độc, chúng cực kỳ mạnh mẽ và có thể giữ cơ thể của bạn cho đến khi ngạt thở hoặc bị kéo xuống nước. Đứng vị trí thứ hai là Scorpion Split Arthur hay còn gọi là nhện ăn chim. Nó là một con ốc mòn tồi tệ với bạn, với sải trăng có thể dài tới gần 1 mét, là loài ăn thịt chim. Goliath được coi là con nhện lớn nhất trái đất. Khi chúng đi vào trong rừng rậm Amazon, nó thường không ăn chim, đúng hơn là chủ yếu chỉ ăn côn trùng và các loài gặm nhấm như ếch và thằn lằn. Là loài nhện có khẩu vị ăn rất đa dạng, là động vật sống về đêm, chúng chui ra từ cửa hang vào ban đêm để đi săn con mồi. Mỗi khi nó vồ được con mồi, ví dụ như một con chuột, răng nanh của nó hoạt động giống như kim tiêm dưới da bơm chất độc lên thần kinh của nạn nhân của nó. Khi con mồi gần chết, nó bắt đầu lôi con mồi vào trong hang. Chất độc của loài nhện này không gây tử vong cho con người, nhưng tốt hơn là các bạn nên cảnh giác khi đi vào rừng. Điều này không ngăn cản một số địa phương từng săn lùng những loài nhện này để phục vụ khách du lịch ưa thích mạo hiểm, những người có sở thích thử ăn một số món kỳ lạ của Nam Mỹ. Đứng vị trí cuối cùng là Titan Beetle hay còn gọi là bọ Titan. Được biết đến là loài bò sát lớn nhất ở rừng Amazon, rừng nhiệt đới và một trong những loài côn trùng lớn nhất trên các hành tinh. Bọ Titan có thể dài tới nửa mét, được ví chiều dài gần bằng lòng bàn tay của một người bình thường. Răng nanh sắc nhọn và bộ hàm đáng kinh ngạc của chúng có thể bẻ gãy chiếc bút chì. Những con bò này được tìm thấy trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Nam Mỹ, đặc biệt là ở phía vòng bắc của Brazil, Peru, Ecuador, Colombia và Guyanas. Những con trưởng thành giao phối trong thời gian nóng nhất và mùa ẩm nhất. Họ bay xung quanh tìm kiếm bạn đời bằng cách theo dõi mùi hương và hóa chất trong không khí, chất dẫn tù do chính loài chúng tạo ra. Tuy nhiên, giống như rất nhiều sinh vật ở Amazon, bò Titan đang bị đe dọa phá hủy môi trường sống tự nhiên của chúng. Nội dung video hôm nay xin tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và comment và cho mình một lượt đăng ký nhé. Đừng quên để lại bình luận dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại.